Rồi. Đề số 5, bài nghe, lát nữa tôi mở cho nghe. Bây giờ cứ làm bài kia đi đã. Bài này. Số. Câu 1. Câu 1 là C. Câu 1 là C. Câu 2. D. Câu 2 bạn. Khang gầy. What do you do in your free time? Bạn làm gì trong thời gian rảnh? Đi, go camping, ok. Don't play with the knife. Đừng có chơi với dao. À, đừng có chơi với dao. Ok, I won. What would you like to drink? Ai, ok. Xong, xuống bài dưới luôn. Mình có summer, mình có master, mình có egg, mình có chocolate, mình có winter, mình điền vô. What the master with you? Mình xài xong cái chữ này rồi vứt. Tiếp theo. À, trời sẽ lạnh và có tuyết vào mùa winter. Mùa winter. Tôi muốn một ba gì? À, chocolate. Ba là phải xài à, một thanh sô-cô-la. Sô-cô-la thì phải xài thanh với thỏi. Giống như thỏi son cũng phải xài ba. Rồi. Tiếp. What gì? What summer like in your country? Chết xong chưa? Bài dưới luôn cho tôi. Tên tôi là Akiko. Tôi đến từ Japan. Tôi thường đi go camping với family của tôi trong free time. Tôi đi cắm trại ở Cúc Phương National Park, là công viên quốc gia Cúc Phương. Chúng tôi tới đó bằng xe cá nhân, xe nhà vào buổi sáng. Bố tôi thì thích đi fishing. Mẹ tôi thì thích drawing. Tôi thì luôn luôn go hiking ở trong rừng. Go hiking là đi bộ đường dài nha các bạn. À, bởi vì tôi thích thể thao. Chúng tôi return home vào buổi tối. Chúng tôi rất là thích đi cắm trại. Rồi, câu số 1. Câu số 1. Bố bạn thích làm gì? Fishing này. Câu số 2 bạn trước. Where do Akiko go camping? Mẹ có cái nào không? Hả? Mẹ có cái nào không? Vườn quốc gia Cúc Phương ở đâu? Ở Hà Nội. Ủa? Nó liên quan đến cô, nó liên quan đến kiến thức của các con. Không biết là học ngờ rồi. Ủa con chưa học, con biết không? Chưa học không? Thế là châu nhỏ chưa? Rồi, how can they go there? Bớt. Sao lại bớt được? Xe cá nhân, xe của nhà mà sao bớt? C. Akiko có thích go camping không? No. Con trai con gái mà hi. Hả? Rồi xuống bài dưới, nắng quá, con nhìn cái mặt của mấy đứa con. Trời. Con ép lực. Cô đang bị ốm. Con muốn đập cho nó một trận á. Không làm bàn đi xuống ngồi tám một chút thì. Yêu thương nhau quá. Anh em nhau cô. Cô biết của em là anh chơi cho cô đó. Rồi. Đi. Mẹ đúng quá. Câu 1. Đọc. Rồi, bưu điện ở đâu? Câu này. Cô mời bạn Bảo An. Biết viết không? Câu này. Cô mời bạn Queen. Đi đâu đây? Đọc to lên. Không. Câu này cô mời bạn Y. Watermelon. Cô có mời con đâu, cô mời bạn Ý mà. Ý ơi. Câu 4. Watermelon nhớ chưa? Watermelon. Watermelon là nước dưa hấu mà cô. Nhầm. Câu chuyện của sự tích dưa hấu còn gì nữa? Đúng rồi, nhưng mà watermelon. Watermelon là nước, melon là dưa hấu, watermelon là nước dưa hấu. Rồi, thế nào men. Nhắn lên. Câu chuyện, đây câu chuyện nó viết sai này. Phải xóa chữ R đi. Rồi bài này, cô mời bạn. Khang gầy, câu 1. Câu 2. Câu 2, khang gầy. Trời sẽ lạnh và có bão. Trời sẽ lạnh và có bão, rất là dễ bạn cả. What do you do in your free time? It gì? It will be gì? It will be cold and
mình nhìn thấy bực bội à? Khang mệt. Cao quá hả? How many banana? How many? Do you eat banana every day? How many banana? Do you eat every day? Chép vô giùm tôi cái coi. Không. So, câu 4. Câu 4 là what will the weather be like tomorrow? Đúng rồi. What will the weather be like tomorrow? Xong chưa? Nhanh sang phần speaking. Rồi. Chờ xíu con mở bài nghe nha, xem có bài nghe không.